sáng hôm qua à sáng hôm nay mẹ say rượu thế à? Thì ngày xưa ấy mẹ đi ấy, mẹ cũng buồn quá, mẹ không biết làm cách nào nữa, là mẹ cũng lấy rượu để giải sầu ấy, nhớ các con nữa cũng không về được, thế là mẹ uống nên là trở nên là quen, bị nghiện rồi con ạ. Thôi bây giờ mẹ cố gắng bỏ rượu đi mẹ nhé. Uống rượu nhiều nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu mẹ. Mẹ biết là thế, nhưng mà bây giờ còn chưa biết cách nào để mẹ không nghĩ đến rượu nữa. Không, như sáng nay con đi làm với chị đi chơi thì mẹ ở nhà uống rượu say như thế. Con cũng lo lắm, cháu thì còn nhỏ nữa, con cũng sợ cháu rơi giường các kiểu. Mẹ con xin đi lỗi làm nhé. Thì con cũng lo lắng lắm, con mong rằng mẹ hãy bỏ được rượu. Mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ cố gắng quên được rượu. Vâng ạ. Hiện tại bây giờ là mẹ bảo mẹ muốn mẹ quên luôn ngay lập tức, là chắc chắn là chưa có thể được đâu con ơi. Con sẽ cố gắng giúp mẹ cai rượu từ từ. Cai được rượu ạ. Mẹ cứ kiên trì thì con sẽ giúp mẹ cai được rượu. Nếu mà được như thế thì mẹ cảm ơn lắm. Mẹ sẽ cố gắng nghe theo lời các con. Mà con cũng mong muốn mẹ cai được rượu thôi. Nó vào. Đi về đi con nhé. Thằng này là được rồi. Thoải mái chồng rồi. Con ở nhà với mình lạnh không? Vâng. Trời lạnh lắm đấy. Thằng nào nghỉ đi. Bây giờ mẹ đi vào, mẹ lấy thuốc lên uống. Con cắt thì... Em lấy cái ấy này để tối mình xào ăn chị ạ. Vâng. Ngọn. Lấy mỗi cái ngọn thôi chị ạ. Vâng. Thì với ba tỉnh biết lại đến đây làm cái gì nữa, suốt ngày lúc nào cũng đến đây. Con chào mẹ. Mà đến chơi đấy à? Vâng mẹ ạ. Anh lúc nào cũng đến đây làm cái gì nhỉ? Không có việc gì làm à? Tôi thăm con. Thăm mẹ. Mới hôm qua thăm rồi, thăm làm gì lắm? Giờ tôi đến đây thăm con với mẹ cũng được à? Và thăm sức khỏe cũng được à? Tôi đã bỏ không là không mà. Ngoan thế. Ngoan đi làm nha. Đây mà. Đến đây chơi thế này, mẹ cậu đến đây thì gây sự với mẹ con chúng nó thì làm sao? Không sao đâu mẹ, con cũng nói mẹ rồi. Con cũng muốn mẹ con nó quay lại với con để xây dựng lại cuộc sống của mình thôi. Mẹ con cũng có hiểu rồi mẹ. Nhưng mà tôi thấy cái vấn đề của các cậu còn nan giải lắm.
Nó không phải đơn giản là như thế đâu. Mẹ vào nhà con nhờ một chút việc ạ. Việc gì con? Mẹ cứ vào nhà đi con nhờ một chút việc thôi mẹ. Mẹ theo anh đi đâu ạ? Nó bảo mẹ vào nhà có chút chuyện nói chuyện một tí thôi. Có chuyện gì để mà nói suốt ngày đến làm phiền bực cả mình. Nhà con nhờ đi mẹ. Có chuyện gì không con? Mẹ có vào đây rồi mẹ. Con cũng muốn mẹ giúp con. Tối nay con ăn cơm với gia đình, với mẹ với vợ con một bữa, cũng lâu lắm rồi, con cũng muốn hoàn nguyên với gia đình. Điều đó tôi không biết đâu, con ra hỏi cái Thu ấy, mẹ kêu đấy mẹ không giải quyết được đâu. Rồi mẹ giúp con với mẹ. Con cũng muốn ăn bữa cơm gia đình. Con cậu con làm cái gì đây? Con cho mẹ mấy đồng để mua đồ ăn, mua ít đồ bổ, sức khỏe thôi. Con cũng muốn mẹ cho con một bữa ăn cơm gia đình, hoàn huyên với vợ con. Thế thì tôi nhận, còn mọi việc tôi sẽ nói với cái Thu sau. Vâng. Thế cậu để ở lại ăn cơm với gia đình nhé. Vâng, thế để con đi mua thức ăn mẹ. Để con đi mua ít đồ ăn về, tối nay mẹ con mình ăn một bữa cơm gia đình. Lại có tiền mua rượu rồi. Sẽ giấu. Chị ơi, chị ấy cái này cho em nhé. Em đi vào xem mẹ làm cái gì mà lâu thế không thấy ra làm. Đi, xem mẹ nói chuyện gì. Anh nói chuyện gì với mẹ mà lâu thế? Tôi có muốn để bữa cơm gia đình thôi. Tôi muốn đi mua ít thức ăn về cả nhà mình ăn một bữa cơm. Thôi anh đi về đi, tôi không cần đâu. Tôi đi mua ít đồ ăn về là cả nhà mình ăn một bữa cơm tối thôi. Mẹ, mẹ lại cho anh ấy ở đây ăn cơm. Thôi con, để cho nó ở đây một bữa, nó làm cơm rồi nói chuyện với mẹ con mình. Dù sao nó không, cũng là bố của cái chết. Bây giờ là cứ sao cho anh ấy qua lại nhiều xong thành quen đi. Mẹ cũng thấy thương cái hoàn cảnh của nó quá. Xem nó thế nào. Con không đồng ý đâu. Con cứ bình tĩnh lại đi. Con, vì mẹ, vì con gái của con, hãy để cho nó ở lại một tối để nó làm bữa cơm cho mẹ con mình cùng ăn nhau ngồi bữa cơm nhé. Nhé, không sao đâu, dù sao mẹ cũng hứa với nó rồi, để cho nó tối nay ở đây ăn cơm với mẹ con mình rồi nhé, không sao đâu. Đấy là vì mẹ đấy, con mới đồng ý ấy. Rồi, từ bây giờ trở đi một lần này thôi nhé, mẹ đừng cho anh ấy qua lại nữa đâu đấy. Nhưng mẹ hứa với con tối nay mẹ không được uống rượu đâu nhé. Được rồi, mẹ sẽ hứa. Chíp kêu như con mèo. Chíp kêu như con mèo, bác tỉnh nha. Con bắt em một con. To đấy nhất thì nhỉ. Vâng. Con nào được. Ok. Sống hay đập. Thôi anh cứ để như thế ra. Để cho nó sống ra. Ui giời ơi, sao dinh đi. Hai cha nó tối rồi. Có mỗi đồng đấy anh ạ. À, các anh nhé, em về luôn đây ạ. Cảm ơn nhé. Vâng.
đủ không ạ? Sắp đủ rồi đấy con ạ. Dạ vâng. Chắc nhưng vẫn phải lên thêm luống mẹ ạ. Ở đây vẫn còn nhiều lắm ạ. Chị ơi, chị cho được cơm em thôi nhá. Vâng. Em đi bỏ con cá. Nó khó. Mẹ à, tí nữa ăn cơm xong thì mẹ cho anh ấy đi về đi nhé. Mẹ bảo anh ấy đi về, đừng để cho anh ngủ ở đây nhé. Con không thích nghe để anh ấy qua lại đây nhiều, bởi vì con không thích tính mẹ chồng con. Biết rồi. Chị ơi, dạ. Có lạnh không chị, vào ngồi cạnh bếp này chị cho ấm này chị. Vâng. Chị rửa cho ấm chị. Không, ngồi ngoài lạnh lắm, gió lạnh kìa. Trồng được nhiều nhỉ mẹ nhỉ? Ừ. Mà con thấy có một ít dây thế là mà trồng được nhiều thật đấy. Trồng được nhiều mai mình mới có bán để bán lấy tiền con. Dạ vâng. Phải lên một luống nữa nhá. Các dạ vâng ạ. Hết cái giống giấy này đi. Vâng. Thế thì tối nay được có mùi ngon này. Mẹ phải nhớ đừng có uống rượu đi nhé. Ừ mẹ biết rồi. Anh con ấy có ăn... nhắc nhiều. Anh ấy ăn xong thì mẹ bảo anh đấy đi về luôn nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Bây giờ anh ấy cứ ra đây nhiều. Mấy bọn mẹ đi lên trên đấy cãi nhau với mẹ của anh đấy. Giờ anh đấy cứ đến đây nhiều. Mai mẹ anh đến đây lại chửi con. Con đừng có lo cái đấy. Có mẹ ở đây rồi, con đừng có lo. Lúc nào bà cũng ra đây để ý xem có thấy con trai bà ra đây không ấy. Mai xem nào, xem bà có ra, có dám ra đây nữa không. Tối nay em làm món cá kho, kho cà chua chị ạ. Không ăn gì. Vâng. Không lâu lắm rồi không làm món này rồi. Vâng. Như khoảng do mẹ và các chị đổi món một tí. Vâng. Thôi, xong rồi nhè. Yeah. Thôi xong rồi mẹ, đi về đi mẹ. Con. Mẹ không cút cho con ấy. Mệt quá. Về thôi. Quá đẹp nhỉ mẹ nhỉ. Trồng được nhiều. Được 7 luống. Mai mất chỗ này con trồng ngô. Ai hối làm món gì đấy con? Nhìn ngon con nhỉ. Vâng con làm món cá sốt cà chua mẹ. Ừ. Món này ngon lắm đấy. Cũng lâu lắm rồi con cũng không ăn ngồi ăn cơm với gia đình. Và với mẹ với vợ. Con làm món này. Con làm đi nhá. Vâng. Mẹ đi rửa chân tay đã. Cũng lâu lắm rồi không được rửa tay nó ăn rồi mẹ. Anh làm cơm xong tí ăn xong anh đi về đi nhá. Ăn cơm xong là cơm nước cho hai mẹ con rồi anh về thôi. Ăn xong rồi về luôn đấy, không mai mẹ lại đến đây gây sự. Em không phải lo đâu, anh nói với mẹ rồi. Giờ bà cũng gần hiểu rồi.
còn mâm mâm đấy. Cơm chín chưa à mẹ? Ừ, xong hết rồi con ạ. Chín rồi đấy. Xong rồi, sắp cơm ăn cơm đi mẹ ơi, con tắm xong rồi. Ừ, đây. Nào. Sắp cơm ăn cơm. Mình ăn cơm thôi con. Nha, đừng nói. Đi. Vâng. Cơm đi. Ăn cơm nhé. Chúng ta uống ly rượu con nhỉ. Vâng. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Mẹ uống mẹ, mẹ chén rượu nha. Vâng. Cơm. Ừ. Cơm đi. Cho con cơm nhá. Ăn đi con. Ăn no cả nhá. Được. Cái rau khoai này ăn ngon. Món này cũng ngon. Món này ngon thật. Con mời mẹ rất nhiều ạ. Được. Mời mẹ nhá. Con mời gái uống không nào? Nào, uống với chồng con một chén đi. À. Uống đi, các con. Thảo Thu uống thêm nữa nhá. Thôi mẹ ơi, con không uống đâu. Con không biết uống rượu đâu mẹ. Không sao đâu con, tí nữa con mẹ khắc chồng con cho. Uống không sao đâu. Con không nào. Biết uống rượu nào, đâu, đây. Uống như thế này thì uống con mẹ say ấy. Vâng, con mẹ. Con cuốn tí mẹ khắc trông cho con ạ. Nhưng mà con không biết uống. Thử xem nào. Uống với mẹ xem nào. Uống đi. Thôi mẹ ạ, con không uống nữa nhé. Con ăn cơm đi. Ra mẹ con mời nhà con một chén. Được, mẹ cho phép uống. Đây, mẹ hôm nay mẹ sẽ không uống rượu nữa. Uống lâu mẹ ngày sẽ rồi, trong ngồi với mẹ. Trong cái cuốn cho. Con cũng thấy trang tráng đầu rồi mẹ. Con cũng không uống được rượu ấy. Sao? Uống mấy chồng con chén đây nào. Uống nha. Uống đi em. Một tí thì không sao đâu. Mấy khi vợ chồng được hàn huyên, được ngồi nói chuyện với nhau, con cứ uống đi. Chít đấy có mẹ chồng rồi, không sao đâu. Để nhá, để nhá, cho mẹ ăn cơm nhá, cho mẹ ăn cơm nhá, cho mẹ ăn cơm nhá. À, cho mẹ ăn cơm. Uống đi em. Uống thêm chén nữa, lâu ngày rồi, vợ chồng mình không gặp nhau rồi. Tôi say lắm rồi. Đừng uống rượu với nhau. Không uống nữa, tôi không biết uống, luôn để uống được 2-3 chén là tôi say lắm. Uống thêm chén nữa đi em ơi. Lâu ngày rồi, vợ chồng mình không ngồi với nhau. Uống tiếp đi, chồng con một chén nữa. Là chén này nữa thôi. Chén này thôi nhá, con không uống nữa, con say lắm rồi. Uống đi em. Uống đi. Đấy rồi nha. Anh đi về đi. Anh đối xử với tôi rất là thận tệ.
Em say rồi. Vì anh nên là cuộc sống đi. Tôi với như thế này. Anh là một đồ thật là tồi. Về. Từ bây giờ anh đừng đến đây làm cái gì nữa. À đây nhá. Tôi thật hối hận khi lấy một người chồng như anh. Một người chồng vô lương tâm. Một người chồng rất là ích kỷ. Em sai rồi, anh nên dừng nghỉ đi. Anh là một đồ vô lương tâm, một đồ ích kỷ. Mẹ, con nói là mẹ biết. Chồng con nó sống tồi rồi. Nó đã có vợ, có con rồi mà nó còn đi ngoại tình. Đến bây giờ thôi, nó say, muốn con quay trở lại với nó. Không bao giờ. Tôi không bao giờ quay trở lại với anh. Thôi con anh, em ích kỷ lắm. Thôi em say lên nghỉ đi. Anh đem đi nghỉ nhá. Anh đi về. Con nói nhiều đấy con nhá. Về. Mẹ em bỏ con đi. Ra. Đi ngủ đi nhá. Để con dạy nó một bài học. Mẹ cứ để ý cho con. Để bố bé nào. Để cho con nói hết những cái nỗi khổ tâm ở trong lòng con bấy lâu nay mà con không thể nói ra. Để chia sẻ nhá. Có ai để chia sẻ nè. Đau lòng lắm mẹ. Hôm nay con muốn nói ra hết. Đấy. Thôi em say rồi, anh đang dừng nghỉ nào. Con mà anh ấy đối xử với con mấy lâu nay thật là tồi tệ. Con nào? Anh đưa em đi ngủ nào. Đi ngủ nào, đi ngủ nào con. Đi dậy dậy với mẹ đi ngủ nào con. Để biết mà biết con khổ lắm mà. Để bỏ con ra. Để đưa ngủ đi nào. Con đi ngủ đi con đây. Anh là một thằng đàn ông tồi. Anh là một thằng đàn ông tồi. Bà bé này. Bà lấy chăn cho mẹ nhá. Bà lấy chăn cho mẹ. Một thằng rất là tồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Nào con, ngủ đi con. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh. Khổ thân con gái tôi. Anh đi. Anh đi. Nè, để bà dọn mấy món nhá. Để con nằm mạnh nhá. Đấy. Đây, con, đây. Con say, con sẽ bắt mẹ cho con ngủ đây để tối tiện chăm sóc cô ấy. Sợ nửa đêm cô ấy này nọ. Có tiện không con? Được không? Cũng được mẹ. Ừ. Con cô ấy cũng là vợ chồng mà, con muốn chăm sóc cô ấy lúc say rượu như thế này. Ừ, thế cũng được. Đưa chiếc đây cho mẹ. Thế con cứ đi nằm nghỉ đi. Dạ vâng ạ. Chết mẹ trông ra. Rồi, đến đây, vào đây đi con. Vào đây ngủ đi con. À, đây, đây, đây. Thank you.
được rồi. Anh ông già lại ngủ ở đây. Có chuyện gì đấy con? Anh già, anh dậy, dậy mặc quần áo cho tôi. Sao đây? Anh dậy. Áo tôi hôm qua tôi ngủ mặc áo mà. Sao anh mặc áo của tôi ra? Hôm qua tôi ngủ tôi thấy cô nóng. Tôi phải bớt áo ra cho cô đỡ nóng. Sao anh ngủ anh còn phải cởi quần áo của anh ra làm gì? Tôi ngủ nóng quá tôi kể cho tôi. Thôi thôi thôi, sao đâu, không sao đâu. Đấy, với mẹ nhá, với mẹ nhá. Mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rượu rồi. Anh làm gì tôi? Tôi không làm gì cô đâu. Anh có hứa là anh không làm gì đến tôi không? Đợi gối lên tay anh. Cô say có phải gối lên tay tôi rồi. Ôi con phải vặn vẹo ông chú con làm gì nữa. Hôm qua tôi thấy cô trông con say rượu tôi lo nên là tôi ngủ đây. Không sao đâu. Sợ cô xảy ra cái gì đây. Nửa đêm nửa hôm à, con ạ. Tôi hôm qua ấy con say quá đi nên là mẹ cũng để nó ở đây với con để cho mẹ còn trông con bé chứ chứ còn nữa con cũng say mà bé cũng hay khóc nữa làm sao mà mẹ một mình mẹ trông được. Con không phải suy nghĩ nữa nhá. Hôm qua cũng không xảy ra chuyện gì chứ con. Mẹ cũng ngủ say cũng chẳng biết chuyện gì nữa. Không có chuyện gì đâu mẹ. Tối hôm qua con thấy nhà con say rượu xong thấy nóng quá con cởi bớt quần áo ra cho cô ấy thôi. Mẹ đuổi anh đi về đi. Con không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Nếu mà không có chuyện gì thôi con đi về đi. Dạ vâng. Nó cũng tỉnh táo rồi, bây giờ không sao rồi, nó trông con được rồi. Con về đây. Thì con đi về đây mẹ. Đang nghỉ nhá. Về đây. Con về nhá. À, này mẹ.